Chương 81 Thứ 81 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thuần vu tích nhiều năm chưa từng tiến vào cung, đừng nói tiếng cung, nàng từ gã tiếng hậu phủ sẽ không có lại ra quá cửa phủ. Đương Vĩnh An hậu phủ xe ngựa tới cửa cung thời gian, không đợi người đánh xe đưa lên bài tử, một đạo ôn hòa thanh âm đã vang lên, biểu muội, ngươi nhưng ở trên xe. Cô cẩn nhíu mày, thuần vu tử hiên vậy mà ở chỗ này chờ nàng nhìn nhìn vĩnh an hậu tô tú liêm gật đầu công cẩn vạch trần mành nhảy xuống xe ngựa lục biểu ca ta ở đây sau đó tô tú liêm đi xuống xe ngựa thấy qua lục hoàng tử mấy vị này hoàng tử hắn cũng không có đứng ở bất luận cái gì một vị bên người cho nên đối với người nào hắn đô như nhau không có quá mức với lấy lòng cũng không có quá mức với lờ đi chỉ là này lục hoàng tử cùng công chúa thân thiết thường xuyên sẽ tới trong phủ chuyển vừa chuyển cho nên cùng hắn đảo coi như là quen thuộc. Thuần Vu Tử Hiên khoát khoát tay, Vĩnh An hậu khách khí. Cho tới bây giờ hắn đối với cô Tú Liêm xưng hô đều là Vĩnh An hậu ba chữ. "Biểu muội, tiểu cô cô đâu?" Quay đầu, Lục hoàng tử dùng hắn nhất quán ngữ khí đối Tô Cẩn hỏi. "Nương ở trên xe." Thế là Thuần Vu Tử Hiên vội vàng đi tới, "Tiểu cô cô, ngươi xuống xe đến đây đi, phụ hoàng muốn ta trực tiếp nhận ngài đi hắn chỗ đó." Thuần Vu Tích trầm tĩnh một chút, sau liền vạch trần mành, nhìn Thuần Vu Tử Hiên gật đầu, sau đó xuống xe. Các chủ tử đô xuống xe, phía sau kia cổ tái tùy thân nô bột xe cũng dừng lại, sau đó thôi ma ma cùng tiểu trà thải cúc đi xuống, đi tới cái tự chủ tử bên người. Thuần Vu Tích đối Tô Tú Liêm gật đầu một cái, Tô Tú Liêm một mình ly khai, Thuần Vu Tích mang theo Tô Cẩn đi theo Thuần Vu Tử Hiên phía sau đi vào. Lục Hoàng Tử vì sao cùng Thuần Vu Tích đi gần như thế, đó là bởi vì thuần vu tử hiên hắn mẹ đẻ nguyên nhân. Trước đã nói thuần vu tử hiên mẹ đẻ thân phận thấp cho nên hắn không được sủng, mà kia thân phận thấp mẹ đẻ từng là thuần vu tích tối tri kỷ tỳ nữ. Mà thuần vu tử hiên chính là con chó kia máu tình một đêm lưu lại loại, cho nên thuần vu tích liền đem lục hoàng tử nương đưa cho hoàng thượng, khi đó, tô cẩn tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng, nàng lại thật tình thích năm đó hầu hạ của nàng này tỳ nữ, không nói lớn lên nhiều mỹ, chỉ nói lòng của nàng linh mà thuần vu tử hiên cũng rất tượng nàng ở nàng trước khi chết duy nhất đối thuần vu tử hiên yêu cầu chính là chiếu cố tốt công chúa tất cả cho nên thuần vu tử hiên luôn luôn đến hậu phủ đến đi dạo đến ngoạn thuần vu tích nhìn này tọa nàng ly khai mười mấy năm cung điện trừ gia dĩ tu sửa càng thêm tráng lệ ngoài đâu cũng không có thay đổi ngự thư phòng ngoại thái giám lý minh châu tây cầm phất trần nhìn thấy lục hoàng tử đến đây vẻ mặt cười loan liễu yêu, lục hoàng tử, kia thế nhưng hòa thuận công chúa. Ha ha, tiểu gỗ dầu, chính là bản công chúa. Thuần vu tích nhìn hắn, trên mặt hiện lên tươi cười, tự nhiên xưng hô thượng liền thay đổi. Không có biện pháp, trong cung có trong cung quy cũ. A à ước, lão nô thấy qua công chúa, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lý Minh Châu, đầu tóc hoa râm vẻ mặt cười quỳ xuống. Thuần vu tích vừa mặc dù cười, nhưng nàng lại bị này lễ, sau đó mới đưa hắn đỡ lên. Lý Minh Châu thân thủ lao khóe mắt lệ, công chúa A, lão nô biết ngài vẫn ở khí lão nô, cho nên mười mấy năm chưa lại hồi cung, ngài không biết A, hoàng thượng hắn. Hoàng thượng hắn nghĩ ngài A, mỗi khi nhìn thấy bên người kỹ đứa nhỏ hắn đô hội thở dài thượng mấy tiếng, nói không biết ngài ở hậu phủ quá có được không. Thuần vu tích cười khổ, ngươi đừng khóc, ta không nguyện ai, nhìn ta đây không phải là trở về chưa? Ôi, trong lão nô này phá trí nhớ, hoàng thượng nói, ngài đã tới, trực tiếp tiến ngự thư phòng, không cần thông báo. Lão thái giám một bức lão mắt hỗn hoa lại hình như bệnh hay quên thực sự rất lớn như nhau, thân thủ vỗ chính mình đầu to, vẻ mặt ấy nấy, lũ thân thể đem thuần vu tích lĩnh đi vào. Tô cẩn nhìn thẳng kinh ngạc a, không nói hắn bộ dáng này là thật hay giả, liền hắn này một bức nói, mẫu thân lại nguyện cũng nên buông xuống đi. Liền nhìn thấy thuần vu tích theo Lý Minh Châu đi vào thư phòng, lục hoàng tử theo ở phía sau, tô cẩn ở cuối cùng. Thôi ma ma chờ người tất nhiên là lưu tại phòng ngoại, mà bốn người đi vào bên trong, tô cẩn liền nhìn thấy một vị mặt thường phục lão nhân, ngồi ở giường tiền đọc sách đâu. Hoàng thượng, hòa thuận công chúa tới. Lý Minh Châu cung thân thể nhẹ giọng nói. Lão giả kia buông xuống trong tay thư, quay đầu nhìn lại, Tô Cẩn lập tức cảm thấy ngực căng thẳng, nam nhân này đừng thấy tuổi tác đại, thế nhưng kia khí tràn, quá mức với cường đại, có tuyệt đối kinh sợ tính. Lông mày rậm mắt to, mặc dù hai tóc mai hoa râm, thân thể đã có một chút mập ra, thế nhưng kia khí thế lại là bén không thể đỡ. Nhất là kia một đôi mắt hổ, hàng quan dày đặc, không giận mà uy, làm cho người ta không dám nhìn trộn. Tiết nhi Hoàng tử nhẹ giọng gọi, Tự hồ sợ Thuần Vu Tích xoay người ly khai như nhau. Thuần Vu Tích là Thái thượng hoàng lão đến nữ, cùng hoàng thượng là một nãi đồng bào, mà Thái thượng hoàng thân thể vẫn luôn không tốt, ở đương kim hoàng thượng 16 tuổi thời gian liền đem ngai vàng truyền cho hắn, mang theo Thái hậu Vân Du đi. Đợi được hoàng thượng 20 tuổi thời gian, Thái thượng hoàng chết bệnh, Thái hậu lại ôm Thuần Vu Tích hồi cung. Cho nên đối với muội muội này, hoàng thượng đó là đau tới trong lòng, yêu tới trong lòng chỉ là vì trong lòng hắn lý tưởng, hắn lại không làm không được ra chuyện thật có lỗi với nàng, bị thương nàng một đời tâm. Hoàng huynh Thuần vu tích chỉ một tiếng, nước mắt liền chảy ra. Hoàng thượng bước nhanh đi tới trước mặt, thân thủ liền đem thuần vu tích kéo vào trong lòng, hung hăng nhắm hai mắt lại, lòng tham của hắn đau rất đau. Phụ hoàng, ngài biệt chỉ biết cùng tiểu cô cô nói chuyện a, à, ngươi xem đây là biểu muội. Thuần vu tử hiên ngữ âm nhẹ nhàng nói, gồm tô cẩn đẩy tới phía trước. Hoàng thượng lúc này mới nhìn qua đây, chỉ là trong nháy mắt đó sững sờ, nhượng hắn thoáng cái buông ra hai tay lùi lại một bước, nhắm mắt lại lại lần nữa mở, vẫn như cũ nhìn về phía tô cẩn. Tô cẩn bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới phía trước, quỳ xuống, tô cẩn thấy qua hoàng thượng. Hoàng thượng lập tức cười khởi đến, chỉ là tươi cười cay đắng, thanh âm phát chặt, hắn thực sự sai rồi, hơn nữa lỗi thái quá thân thủ đem tô cẩn kéo lên, ngươi gọi tô cẩn. Hoàng huynh. Thuần vu tích mở miệng, lại nhìn thấy hoàng thượng huy qua đây tay. Tô cẩn không thể nói không khẩn trương chỉ bất quá đã trải qua sinh tử, nàng lại có gì e ngại. Là. Đơn giản lại trực tiếp, mắt không hề né tránh nhìn sang. Ha hả, ha hả, cực kỳ giống A, à, cực kỳ giống. Đi đi, cùng ngươi lục biểu ca đi chơi đi, đi xem ngươi hoàng hậu mở đi. Hoàng thượng tự hồ ở tự nói, sau đó nhìn lục hoàng tử phất tay để cho bọn họ ly khai. Tô Cẩn không muốn đi, quay đầu lại nhìn thuần vu tích, nàng sợ thuần vu tích lại đã bị kích thích, vốn cũng không lớn hảo thân thể lại hoại đi xuống. Chỉ là thuần vu tích khoát khoát tay lộ ra làm cho nàng an tâm tươi cười, nhìn nàng cùng thuần vu tử hiên ly khai. Nguyên lai ta thực sự sai rồi. Vốn là tuổi già hoàng thượng, tự hồ thoáng cái lại già hơn rất nhiều thuần vu tích cười khổ, nàng năm đó đồng dạng không biết a, à, chỉ bất quá ở biết sau liền hạ gã tới Vĩnh An Hậu Phủ, ngô, còn là lão phu nhân tự mình cầu. Đi chia sẻ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Thứ 82 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cẩn nhi biểu muội ngươi đừng thách khí, muốn ăn cái gì liền nói, làm cho các nàng cho ngươi chia thức ăn. Tô Cẩn bên cạnh Thái tử Phi cười khẽ. Nữ nhân này dài quá một tròn tròn mặt con nít, mắt thanh minh bất nhiễm một tia tạp trần, tuổi tác so với thuần vu tích có thể nhỏ một chút, thế nhưng rõ ràng có thể nhìn đến nữ nhân này đỉnh bất khởi sự, bởi vì nàng không phải cái loại đó nhân vật lợi hại. Thật không biết lúc trước nàng là thế nào gã với Thái tử đương Thái tử Phi, liền một bình thường hậu phủ đô ô yên chướng khí, kia Thái tử phủ hội sạch sẽ. Muốn bất chính là cái này nữ nhân quá lợi hại, lợi hại đến những người ngoài cùng vốn là nhìn không ra. Cảm ơn Thái tử phi. Tô Cẩn cấp bật lễ nghĩa chu toàn trả lời. Thuần Vu Tích ngay từ đầu không có chú ý các nàng đối diện chính là ai, vừa ngẩng đầu mới nhìn đến là Lương Vương Chiến Thanh Thành, nam nhân này nàng nhận thức. Mà Chiến Thanh Thành bên người nam tử. Thuần Vu Tích nhíu mày, là ai đâu? Lôi Hạ ngồi ở bên người nàng Lương Vương phi. Huyên tỷ tỷ, người gia vương gia bên người ngồi chính là ai? Bởi vì biết Chiến Thiên Duệ là trạm không đứng dậy, cho nên loại này yến hội hắn là không thể nào tiền tới tham gia, mặc dù nam tử kia lớn lên rất tuấn, thế nhưng kia nhìn cẩn nhi ánh mắt làm cho nàng không thích. Hừ. Liêu Thuần Huyên hừ nhẹ một chút, lương vương phủ trưởng tử, Chiến Thiên Tiễn. Mà lúc này Chiến Thiên Tiễn trong lòng cũng có không rõ, nha đầu này quá mức với một nạp tại sao có thể phối được thượng hắn ngày đó tiên bàn đệ đệ. Chỉ là, đây là vương phi tự mình đính hạ, hắn thật đúng là bất có thể làm sao, bất quá quay đầu lại chọn cái khôn khéo linh lợi, nha đầu lại cho Duệ Nhi đưa đi đi. Kết quả nghĩ như vậy thời gian, liền nhìn thấy tô cẩn đối quách ngọc diễm kia cười, mặc dù rất cạn rất cạn, thế nhưng, lại làm cho hắn lại cũng không có na khai mục quan, kia cười, rất ấm, rất thoải mái, tự hồ làm cho nàng một nạp mắt điền thượng một mặt thần thái, làm cho nàng thoáng cái sống. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ nhiều đêm kia một mạc mỉm cười kéo xuống, thu giấu đi. Hoàng gia làm yến hội, tại sao có thể thiếu ca vũ, hoàng hậu vỗ vỗ tay, âm nhạc vang lên, chúng vũ nương hiện thân, mà hoàng hậu liền cười nhìn đại gia. Tô Cẩn trong lòng cảm thán, chẳng trách lục biểu ca hội cuộc sống như vậy gian nan a, à, ở đây mỗi người lời nói Ngươi đều phải nghĩ thượng kỹ nghĩ mới có thể trả lời, bởi vì lời này lý có rất nhiều ý tứ, ngươi như chỉ nghe mặt ngoài, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết a. À. Không đi lý đối diện nam tử kia ý vị không rõ cười, cúi đầu ăn một ít đồ, nói, nàng thực sự mau đói biển a. À. Yến hội là nhung trường mà buồn chán, ít nhất cô cẩn là cho là như vậy, ăn lại ăn không được bao nhiêu đông tây, chớ nói chi là mấy thứ này có bao nhiêu sao khó nghe, còn muốn cố mặt mũi một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ, tế nhai chậm nuốt. Yến hội tiếng hơn phân nửa, mọi người cơ bản đô buông đổ xuống, không có biện pháp, bởi vì hoàng hậu để đổ xuống. Không biết các khanh gia ăn xong chưa? Hoàng hậu vẽ mặt sáng sủa, vẽ mặt sáng sủa tiếu ý, nhìn phía dưới mọi người. Cảm ơn hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi ăn được. Mọi người đứng dậy không người trả lời. Ước ước ước, bản cung cũng đã nói không muốn thách khí như vậy thôi. Mau mau ngồi xuống Hoàng hậu vội vàng vẫy tay Mọi người lại tọa trở về Ha ha ta nhớ năm ngoái Cho ai chỉ hôn tới Thế nào quá hạnh phúc bất Hoàng hậu lấy ánh mắt quét hạ Bàn dài tử trung gian Cùng đuôi đoạn đứng lên kỹ đối người đến Cảm ơn hoàng hậu nương nương chỉ hôn Thần thần thiếp rất hạnh phúc Ước 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 Như vậy cũng tốt Như vậy cũng tốt à Hoàng hậu mừng rỡ Lập tức vỗ vỗ tay chúng ta trong kinh thành A, này đó tài tử tài nữ nhưng chính là chỗ này đâu, nhìn các ngươi A, thật thật cảm thấy cao hứng, chúng ta đại vũ có những người này mới ở, nào có không giàu mạnh. Đến đến, nhượng bản cung nhìn gặp các ngươi này đó pha hầu năm nay tài nghệ đi. Hoàng hậu lời này nói, nhưng vì thân thiết rất, một điểm cái giá cũng không, nhưng chính là người như vậy mới đáng sợ hơn, nàng hội cười liền đem ngươi giết. Lúc này bên cạnh có cung nữ cầm ống trúc đi xuống nhượng chưa gã nam nữ rút thăm, cô cẩn có chút khẩn trương, muốn trừ sao, nàng thế nhưng đính thân nhân A, à, bất trừ sao, kia ống trúc ngay trước mắt của nàng, bởi vì nữ quyển bên này nàng là vị thứ nhất. Mắt vừa đóng trừ, bởi vì hoàng hậu ở phía trên nhìn đâu. Chỉ là, vì sao này chỉ ký lấy bất ra. Lực dương mắt nhìn nhìn này cung nữ, kia so với nàng còn một nạp mặt chỉ là cúi đầu, sau đó tô cẩn lại thay đổi một, còn là không rút ra được, lại phát hiện, ngón út bên cạnh có một căn chính mình chui vào lòng bàn tay cái que, tô cẩn kinh thiếu chút nữa không gọi ra, đây là cái gì tình huống. Cái que chính mình ra bên ngoài chạy. Không muốn lấy cũng không được, bởi vì cung nữ ống thẻ đã cầm đi, mà nàng cũng đi tới vị kế tiếp. Tô cẩn cúi đầu nhìn lại, 14 hào. Thế nhưng tô cẩn lại cười, hảo, nàng liền thích mấy cái chữ này, người khác tất như rắn rết, thế nhưng nàng sau khi trùng sinh lại do vì thích. 14. Tử tử Tô Cẩn nắm bắt cây thăm bằng trúc, trong lòng đột nhiên liền bình tĩnh. Đợi được mọi người đều trừ được rồi, hoàng hậu lại cười, năm nay a à, chúng ta đổi cái phương pháp, trừ đến một đôi hào tới cho mọi người biểu diễn tiết mục, thế nào? Là, ai dám nói không được, cũng không phải không muốn sống nữa. Tốt lắm, thỉnh nam nữ đệ nhất hào ra. Lúc này hoàng hậu phía sau kia trên đài cao vây mạc đã bị xả rụng, mọi người mới nhìn thấy đó là một tòa sân khấu kịch. Sau nhìn thấy Nam Tân Trung đi ra một vị nam tử, mà nữ quyển ở đây lại nhìn thấy Quách Ngọc Diễm đứng lên. Đi ngang qua Tô Cẩn bên người, Diễm Tử rất nhanh nói một câu, Cẩn Nhi tỷ tỷ, ta xui xẻo tử. Tô Cẩn nhất thời không rõ, lúc này lại nghe đến bên cạnh Thái Tử Phi nói. Ôi, đáng thương nho Khánh Hậu phủ đích nữ, sao có thể gặp thượng như vậy một danh sách bên ngoài nam tử. Tô Cẩn càng giật mình, thế nào cảm giác thái tử phi lời này là cố ý nói cho mình nghe đâu cẩn nhi muội muội ngươi trừ tới bao nhiêu hào thái tử phi vẻ mặt tiếu ý hỏi 14 hào tô cẩn trả lời nga thái tử phi liền một chữ nói xong cũng nhìn về phía trên đài quách ngọc diễm tiểu hơn nữa sức sống bắn ra bốn phía vừa lên đài cũng làm cho dưới đài không ít người đưa ánh mắt đô bỏ vào trên người của nàng tử thư ngươi xem một chút ngươi tổng trốn nhân gia ta đảo cảm thấy nếu như nàng gả cho ngươi đảo có thể sửa lại ngươi kia cái gì đô không để ở trong lòng tử tính tình vũ văn lân miệng một viết cười nói ngươi thiếu nói ta còn là suy nghĩ một chút chính ngươi đi năm ngoái ngươi trốn thoát năm nay ta xem ngươi thế nào trốn tào tử thư trừng hắn hắn tào tử thư là một một ít thế nhưng hắn cũng có hắn muốn do khánh hậu phủ đích tiểu thư kia điểm tâm tư hắn đương nhiên biết thế nhưng hắn lại thừa không được. Trên đài là hương phi nhà mẹ đẻ đệ đệ, chính vẻ mặt cười nhìn nhỏ nhắn xinh xắn quách Ngọc Diễm, Ngọc Diễm muội muội, ngươi xem chúng ta biểu diễn cái gì. Nếu như hắn bình thường một ít, biệt lấy hắn cặp mắt kia ở quách Ngọc Diễm trên người loạn liếc, tin quách Ngọc Diễm còn có thể thoải mái một ít, nhưng là của quách Ngọc Diễm tính tình là mấy bên trong táo bạo nhất, cho nên miệng một viết chúng ta đến tỉ võ đi. Nói xong, nha đầu nhất chân liền đá quá khứ đi chia sẻ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Thứ 83 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hoàng hậu không đợi mở miệng, liền nghe đến chiến thiên duệ ngày đó lại bàn tiếng nói nói, Hoàng hậu nương nương là thần thiếp giáo dục vô phương, quấy rầy ngài nhã hứng. Mọi người lập tức không nói gì, Hoàng hậu há to miệng hoàng hậu như tao xét đánh, còn có một loại bị phách ngoại tiêu lý nộn cảm giác. Đều nói lương vương thế tử si ngốc ngây ngốc, tính khí táo bạo, tâm tính hảo lúc như sáu tuổi hài đồng ngây thơ, tính tình hoại lúc như ác ma giết người như ma. Nghe nói đoạn thời gian trước hắn lại đem bọn họ trong phủ vị kia bình thê đầu đập ra cái lỗ máu, cho nên ngay cả này yến hội cũng không pháp đến đây. Hoàng hậu nhìn kia trương làm cho người ta dời bất khai mặt, quả thực như điêu luyện sắc sảo lại nhìn kia vô nhẹ nhẹ tạp niệm mắt, nhìn thấy chỉ có hồn nhiên, sạch sẽ như thần trong lời nói tịnh minh hồ, người như vậy nhi, phối thượng vừa mới ngây thơ lời, vậy mà nhượng hoàng hậu không tức giận được đến, chậm qua thần, hoàng hậu thậm chí có một loại an ủi. Nếu để cho vị này ngây thơ chủ tử cao hứng, vui vẻ, như vậy chờ hắn tương lai thừa vương vị. Hắn mặc dù ngu đần một chút, nhưng kia vương phủ thế lực lại không thể kinh thường A, à mà như vậy vô hình trung có phải hay không lại cấp Thái tử lôi cái cường đại hậu thuẫn ra đâu. Nhìn nhìn lại, hắn kéo Tô cẩn tay. Nàng nhíu mày, mặc dù đối với chuyện năm đó nàng không rõ lắm nhưng cũng biết Thuần Vu Tích không lớn vừa ý Vĩnh An hậu, thế nhưng đây là đích nữ nhi Vĩnh An hậu phủ vô nam đinh. ân, ừ, cái kia muốn làm người hiền lành nhưng vẫn đứng ở chính giữa Vĩnh An hậu cũng sẽ trở thành thái tử sau lưng lực lượng, không tệ không tệ. Ước, Duệ Nhi a. À là thích ngươi này tiểu tức phụ sao hoàng hậu cười vẻ mặt hòa nhã chiến thiên duệ nắm chặt cô cẩn tay cô cẩn mặt dần dần đỏ này tử nam nhân ngươi phân cái trường hợp có được không chúng một quý quý dưới như vậy cù cư cù nhằn thành bộ dáng gì nữa a à? không thấy được cũng có nhân che miệng cười trộm sao được nàng nguyên liền tao thấu thanh danh nâng cao một bước duệ nhi Liêu thuần huyên nhẹ giọng kêu hắn một chút trong lòng vẫn ở gánh nhiễu hôm nay duệ nhi tự hồ tâm tình thật bình thường cũng không biết sau một khắc là nổi giận còn là cao hứng chỉ là hắn thế nào đã đến này hoàng cung đâu cũng đừng chỉnh ra điểm yêu thiêu thân nhưng liền không được tốt xong việc mẫu thân duệ nhi muốn này cô vợ nhỏ liền phải cái này tiểu nương tử mang về nhà có được không chiến thiên duệ kia khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu tự hồ đối với liêu thuần huyên khẽ gọi bất mãn thế nhưng lại không muốn vi phạm ý của nàng nguyện đành phải không nghe theo nói thuần vu tích nhìn thấy nàng này trên danh nghĩa cô gia cũng vì chi nhất lăng, thế nhưng nhìn tô cẩn trừ bị bắt mặt có chút hồng ngoài, đảo không có dư thừa bất mãn. Bỏ ngày đó thật có điểm ngu đần bộ dáng, huyên tỷ tỷ đứa bé này kia thật đúng là nhân trung long phượng. Này! Hoàng hậu nương nương, xin cho thần thiếp mang theo duệ nhi nên rời đi trước, biệt quấy rầy mọi người nhã hứng. Liêu Thuần Huyên quay đầu hướng Hoàng hậu nói. Hoàng hậu nhưng vẫn cười, ôi, nhìn ngươi nói, muốn biết, ta cũng duệ nhi mợ đâu, đến đến, duệ nhi a, à, ngươi nói cho mợ, ngươi thực sự rất thích này tiểu biểu muội sao? Ta không thích tiểu biểu muội, ta thích tiểu tức phụ, tiểu tức phụ trên người thơm thơm, lớn lên tuấn tuấn, ha hả. Chiến thiên duệ như 6 tuổi hài đồng bàn ngây thơ trả lời, sau đó liền đem hắn kia đầu to hướng tô cẩn trong lòng vừa để xuống, thân thủ liền đem tô cẩn cấp ôm lấy. Tô cẩn kinh muốn hét to, ngươi đây là trừ cái gì điên? Vừa bắt tay hiện tại liền ôm vào trong ngực, ngươi bước tiếp theo còn có thể làm gì? Ngươi buông nàng ra. Lúc này đột nhiên một đạo rống giận, theo nam tân một bên truyền tới, theo sát, một bóng người liền vọt ra. Tô Cẩn cũng không có đẩy ra chiến thiên duệ, mà là mặt hắn ôm, chỉ là nghiêng đầu nhìn lại, lại nghe đến này tử nam nhân nhẹ nhàng truyền đến gọi thanh, cũng đã nói không cho ngươi xem cái khác nam nhân, ngươi còn nhìn, nhìn ta buổi tối thế nào thu thập ngươi. Tô Cẩn muốn phát cuồng A, à, ngươi như thế giả ngây giả dại, chẳng lẽ chỉ vì nàng vừa nhìn đối diện nam nhân. A A A, không muốn như thế làm có được không? Mà kia chạy tới nam nhân, thật đúng là không phải chiến thiên tiễn, là nhâm tề phi. Ngươi này đồ ngốc, ngươi đem cẩn nhi muội muội buông ra. Nhâm tề phi hai mắt đỏ bừng nhìn chầm chầm chiến thiên duệ ngày đó nhân chi tư, thế nhưng tô cẩn tựa như một đạo ma chú như nhau, khảm tiếng trong lòng hắn, nhưng hắn hàng đêm không được ngủ say, nhất là ở tiểu đẹp sau khi rời đi, kia thanh lệ thân ảnh liền lại cũng không để cho hắn quên quá. Chiến thiên duệ ôm lấy tô cẩn tay nắm thật chặt, tô cẩn nhíu mày, bị hắn ôm có chút đau, vụn trộn sở trường tháp hắn một chút, chiến thiên duệ đột nhiên gian lên tiếng khóc lớn, qua. Nương, nương, hắn mắng duệ nhi là đồ ngốc, duệ nhi mới không phải đồ ngốc, a à a, à, nương, nương, hắn là người xấu, hắn là đến cướp tiểu tức phụ hắn muốn tới cướp duệ nhi tiểu nương tử a a a ta không muốn đem tiểu tức phụ cho hắn câu cẩn đầu đại nàng cũng không kháp đau hắn a à. duệ nhi ngoan không khóc a à, có mợ ở cử tuyến xem ai dám đến cướp duệ nhi tiểu tức phụ duệ nhi bất tự thì thích tiểu tức phụ sao như vậy mợ làm chủ đem tiểu tức phụ gả cho ngươi có được không hoàng hậu tựa như một hiền lành bà cụ như nhau đi tới chiến thiên duệ bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ chiến thiên duệ tay, vẻ mặt tươi cười nói. Hảo! Chiến thiên duệ đột nhiên đình chỉ tiếng khóc, vội vàng gật đầu, nhìn hoàng hậu nghiêm túc gật đầu, mà tay hắn không có động, nhâm hoàng hậu cầm lấy. Nửa ngày, hoàng hậu buông hắn ra, quay đầu lại cười nhìn mọi người, bản cung thấy rõ cũng nhìn minh bạch. Do Khánh Hậu Phủ Ngọc Diễm Tiểu Thư cùng Trương Quốc công danh thu công tử rất xứng đôi, hôm nay bản cung tứ hôn, bởi vì Ngọc Diễm còn nhỏ, hai phủ đi đầu tiếp thu chi lễ đại ngọc diễm tập kê hậu thành hôn lương vương thế tử hồn nhiên ngây thơ ngây thơ rực rỡ cùng vĩnh an hậu phủ đích nữ tô cẩn vốn là có hôn ước như vậy chọn lương thần các nhật sớm ngày thành hôn còn ngự sử phủ nhâm công tử ôi thiên nhai nơi nào vô phương cỏ ngươi cần gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa nhìn nhìn đi này mãn viện mỹ sắc chẳng lẽ cũng không thể vào mắt của ngươi sao hồi hoàng hậu nương nương tiểu nhân độc yêu cẩn nhi muội muội một thỉnh hoàng hậu nương nương ngài cái khác tứ hôn cấp lương vương thế tử đi bởi vì cẩn nhi muội muội nàng cùng tiểu nhân trước có hôn ước nhâm tề phi là bất cứ giá nào vừa nghe thấy hoàng hậu nói muốn lương vương phủ chọn ngày cùng hậu phủ thành hôn hắn này tâm đều nhanh nát nếu như thời gian có thể đảo lưu hắn nhất định sẽ hảo hảo yêu nàng chỉ mong hoàng hậu nương nương có thể một lần nữa tứ hôn hoàng tẩu cẩn nhi cùng hắn sớm đã giải trừ hôn ước thuần vu tích hợp thời nói. Hoàng hậu nhẹ nhàng xúc nổi lên chân mày gật gật đầu, tỏ vẻ nàng biết. Ngự sử gia đứa bé này không được việc gì hậu. Bất quá lại cũng không thể đắc tội cùng hắn, vì của nàng tử hân, mấy năm nay nàng thế nhưng phế đi không ít khí lực đâu. Nhâm công tử mau mau xin đứng lên, cẩn nhi đâu, là không được, bản cung đã hạ chỉ lại há có thể làm phế. Như vậy, bản cung ở cho ngươi ban một vị hậu nữ thế nào? mà đang ngồi trừ quách ngọc diễm cùng tô cẩn kia duy nhất một thích hôn hậu nữ vũ văn nhã lan mặt lập tức tái nhợt vô máu mặt xám như tro tàn đi chia sẻ bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 84 thứ 84 chương bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đứng ở bên giường hắc y nhân nhìn trên giường hai nữ nhân vuốt cầm cười khởi đến buôn bán lời cũng không biết là từ nơi nào lấy ra một cái túi đem tô cẩn trang đi vào, khiên ở trên người, tay kia lao khởi vũ văn nhã lan, mấy nhảy lấy đà liền rời đi hậu phủ, biến mất ở trong bóng đêm. Tiểu trà có chút tâm thần không yên, ngày mai là 15 chủ tử mỗi tháng đều phải trải qua một lần. Khoác áo bước xuống giường, đi tới chủ mẫu gian phòng, có lúc nàng thực sự nhịn không được muốn nói với nàng, thế nhưng, nàng biết, chủ tử là sẽ không thích. Còn chưa có đẩy cửa ra, tiểu trà liền cau mày, tùy theo sắc mặt đại biến đá văng ra môn sông đi vào, mà trong phòng trừ dày đặt khói mê, đâu còn có người ở. Tiểu trà kinh hải, thân thủ sờ soạn, chăn trên giường còn là nóng, cũng chính là nói cách mẫu là bị vừa lượt đi, hơn nữa cùng nhau bị mang đi còn có vũ văn tiểu thư. Phi thân thượng phòng, một mảnh bóng đêm lại yên tĩnh ngoan, đâu lại có bóng người nào. Tiểu trà tim đập không được cái, thế nhưng người càng là sốt ruột, việc hội mất phương hướng, nhất thời tiểu trà liền lấy ra đạn tín hiệu vừa muốn phóng ra ngược lại vừa nghĩ không có ngoài ý muốn dưới tình huống sư thúc là không sẽ rời đi trừ phi xảy ra đại sự vì sao đô đuổi ở này mấu chốt a ép buộc chính mình thả lỏng nỗi lòng sau đó nhắm mắt lại nhẹ nhàng nghe không có ai biết nàng còn có này hạng nhất bản lĩnh của nàng mũi rất linh chỉ là nàng là nhân cũng không phải cẩu không có bị gió thổi tán mùi nàng vẫn là có thể nghe được mà vừa ở trong phòng đã nghe thấy được kia nồng đậm khói mê, cho nên tiểu trà rất nhanh mở mắt, chạy thẳng tới tả phía trước chạy đi. Thế nhưng đuổi theo đuổi theo, tiểu trà mê mang, không có mùi vị. Giữa lúc tiểu trà lo lắng thời gian, cách đó không xa một viên tinh lượng gì đó hấp dẫn ánh mắt của nàng. Rất nhanh chạy tới, nhặt lên vừa nhìn tâm tùy theo cùng nhảy lên, chủ mẫu vô sự. Bởi vì hạt châu này chính là tô cẩn trên cổ tay thất sắc châu trung một viên. Tiểu trà an tâm một đường tùy đi xuống, trên cơ bản mấy trượng xa một viên hạt châu, phương hướng là kinh thành trung phồn hoa nhất địa phương, thế nhưng đương thất khỏa hạt châu bị tiểu trà toàn bộ nhặt lên hậu, tâm liền không an ổn. Lại lần nữa đi trước, tiểu trà nhặt được một khối phá vạt áo, tiểu trà biết, thời gian cấp bách, đã không thể chờ đợi thêm nữa, ấn cái phương hướng này, tiểu trà chạy như điên, thế nhưng đương đuổi tới nội thành. Tiểu trà hoang, mặc dù thời gian là đã khuya, thế nhưng nội thành còn là có không ít nhân dù cho chủ mẫu có ném xuống cái gì dự đoán nàng cũng tìm không được không hề nhiều làm hắn nghĩ tiểu trà đi tới bí mật sử đem đạn tín hiệu phát ra nửa nén hương thời gian không đến chiến thiên duệ cùng minh đã đi tới bên cạnh nàng thuộc hạ đáng chết không có xem trọng chủ mẫu lại bị nhân phóng mê hương lượt đi tiểu trà vẻ mặt yên ổn đơn đầu gối quỳ xuống Chiến thiên duệ một câu nói cũng không nói dơ tay lên liền vỗ ra, tiểu trà đụng qua một bên trên cây, phun ra một bún máu, lại đứng dậy quỳ xuống, thỉnh chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định tìm được chủ mẫu. Chỉ là tiểu trà trong lòng rất không rõ, chủ tử vậy mà dơ cao đánh khẽ. Phốt Chiến thiên duệ một nguồn máu tươi liền phun ra, hành sự bất lực, lấy kỳ trừng phạt. Là Tìm Sau đó chiến thiên duệ còn nói ra một chữ. Thế nhưng, cũng đã nhượng tiểu trà khiếp sợ không còn hình dáng, mặc dù chưa từng có đã từng gặp cung chủ bộ dáng, thế nhưng nàng cũng biết, chủ tử võ công suất thần nhập hóa, dùng cái gì sẽ tới thổ huyết tình hình. Mà chi tùy đuổi tới là các đường miệng thành viên, còn có trưởng lão U. Chủ tử, thân thể của ngài. Ôi, đưa cái này ăn đi. U lo lắng, lại không đang nói cái gì, chỉ là đem một viên thuốc viên để vào miệng của hắn trung sau đó đem tiểu trà kéo đến, ngươi nha đầu này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sư phó, tiểu trà đem nàng biết nói ra, hơn nữa cường điệu ở cái phương hướng này. Cũng không dùng chiến thiên duệ phân phó, thủ hạ đường chủ liền lấy ra một phần đồ sách, chiến thiên duệ nhìn, tay ở phía trên vẽ một vòng tròn, sau đó người bên cạnh chip chip hưu lắc mình vào trong bóng đêm. Ta cũng đi. Tiểu trà nói xong, theo mọi người phía sau phi thân lên nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Chủ tử Mọi người ly khai, chiến thiên duệ bên người chỉ còn lại có u cùng minh, từng miếng từng miếng máu theo khóe miệng mà chảy ra. Vô sự Ta thực sự là đánh giá thấp nàng. Chiến thiên duệ tự dễu cười hạ. Chủ tử, kinh này quá sự, đã có thể khẳng định, chất độc trên người của ngươi, có ít nhất nàng phân nửa, công lao. U nói nghiến răng nghiến lợi. Ân. Ừ. Có hay không tra ra vì sao nàng hội công lực tăng nhiều? Còn có, gần nửa năm cuộc khởi, khuyết ảnh lâu tra ra nội tình sao? Chiến Thiên Duệ xóa đi bên miệng vết máu, toàn thân máu tự hồ cũng phải tìm được một lối ra. Thuộc hạ vô năng, nhưng là lại tra được một điểm, chủ tử, này hết thảy tất cả đô chỉ hướng về phía trong cung vị kia. Minh trả lời. Chiến Thiên Duệ gật đầu, "Ngô, tiếp tục tra." Tô Cẩn đang nhìn đến trước giường hắc y liền biết không tốt, sau đó đem nàng vẫn nấp trong dưới gối chủy thủ tiến trong lòng. Có lẽ là bởi vì kiếp trước nàng thái bi thảm, rõ ràng hút vào đại lượng khói mê, nhưng bị gió đêm thổi tỉnh bất quá đầu lại choáng váng, mà Tô Cẩn đối với mình cho tới bây giờ đô hạ thủ được, trong tay chuyển chủy thủ, võ đao liền chống lại ngực, hung hăng một thống, lập tức đau nàng nước mắt đều nhanh chảy ra, mà đầu óc thanh tỉnh không ít, đem võ đao bắt rụng, đem túi hoa cái người, sau đó đem trên cổ tay thất sắc hạt châu một viên một viên ném ra. Nàng biết, tiểu trà nhất định sẽ tìm đến, nhất định sẽ. Thất khỏa hạt châu ném xong, liền cắt lấy tay áo, từng khối từng khối ra bên ngoài ném, thế nhưng chậm rãi nàng nghe thấy ầm ỉ thanh âm, nàng nhíu mày, đem kia còn dư lại bố cầm ở trong tay, mặc dù là văn ra, không chỉ tiểu trà tìm không được, còn có thể quái rầy đến nàng, cho nên không như bất ném, vẫn người này mang theo chính mình rơi đến một chỗ du ám sân, theo túi cái kia miệng nhìn lại, hẳn là một gian phòng tử mặt trên, sau đó nghe thấy người này, thổi tam ngắn hai lớn lên huyết gió, tô. Cẩn cảm giác hẳn là tới địa phương, cho nên nương hắn dừng lại không, đem trong tay đại khối bố ném ra, vận khí tốt, vừa lúc cắm ở mái ngói thượng. Nơi này là kinh thành đệ nhị đại thanh lâu, đứng ở phía sau tường viện thượng, tiểu trà nhìn này âm u viện, cùng phía trước quanh ca diễm vũ không thể trở thành có quan hệ trực tiếp địa phương, cũng là một thanh lâu nhất hắc ám địa phương. Trong lòng không hiểu, vì sao này không căn cứ xuất hiện thanh lâu có thể sừng sững cùng kinh thành bán năm là có thể cùng chủ tử chống lại. Hơn nữa rất có vượt qua nhà mình thanh lâu xu thế. Ngô, đệ nhất đại thanh lâu là chủ tử khai. Nó này kỳ sau lưng lực lượng rốt cuộc là người nào? Mà tiểu thư rốt cuộc là bị ai lượt đi đâu? Đề khí mà đi, đi ngang qua một gian lại một gian ẩm ướt, âm u, thấp cái phòng nhỏ, vụn trộm hướng bên trong nhìn thấy, tiểu trà đột nhiên nhíu mày, vì sao lại có nhiều như vậy nữ tử, thi thể. Đi chia sẻ. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Thứ 80 năm chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Sáng sớm Vũ Văn Nhã Lan theo ngủ say trung tỉnh lại, lắc lắc đầu, đầu choáng váng, hình như say rượu như nhau, thân tay vịn đầu nhẹ giọng kêu. Tráng màu, màu nguyệt. Bất quá lại là nửa ngày không cái thanh, ngẩng đầu lại nhìn thấy, thải cúc bưng thủy theo ngoài cửa đi tới, Nhã Lan tiểu thư nổi lên. Ngủ có ngon giấc không? Vũ Văn Nhã Lan nhất thời ngơ ngẩn, hậu mới từ từ suy nghĩ khởi tiền một ngày phát sinh chuyện, trên mặt lập tức có chút quể oải tiểu thư nhà ngươi đâu? Nga, tiểu thư nói, nàng có việc đi ra ngoài trước một chút, nếu như ngài tỉnh lại, nhượng nô tỳ hầu hạ. Thải Cúc trả lời. Nga, cảm ơn. Vũ Văn Nhã Lan nói. Tới với Tô Cẩn có phải thật vậy hay không đi làm sự, Thải Cúc thật đúng là không rõ ràng lắm, bởi vì lời này là Xuân Nhi sáng sớm nói với nàng. Bất quá nói xong Xuân Nhi cũng cách Vũ, xem ra là không có giả. Xác thực, một đêm này Tô Cẩn chưa có trở về phủ, đó là bởi vì chiến thiên duệ khác thường, kinh sợ nàng, cũng kinh hãi nàng. Đương nàng theo chiến thiên duệ trong lòng tỉnh lại thời gian, liền nghe thấy được một cổ tử đẫm máu vị, mặc dù nam nhân này đã đem chính mình xử lý sạch sẽ, thế nhưng nàng vẫn là nghe thấy được. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, chiến thiên duệ thấp cười cười, tiểu con báo tỉnh. Bất quá, ngươi nên hồi. Không muốn, ta muốn biết người kia rốt cuộc là làm gì. Tô Cẩn mặt nhân hóa trang tử tự như, như ý vậy mà có thể ở trong phủ qua lâu như vậy, không có khả năng chỉ là vì Khương Di Nương, hơn nửa lời của hắn, nàng hay là nghe minh bạch. Ít nhất hắn mặt trên còn có nhân, thế nhưng Tô Phủ Lý có thứ gì là đáng giá người khác nhớ sao? Ngày mai ta làm cho người ta nói cho ngươi biết. Ngô! Chiến thiên duệ lời còn chưa nói hết, mặt liền thay đổi sắc, trong nháy mắt mồ hôi lạnh theo trên trán sông ra. Ngươi làm sao vậy? tiểu trà mang theo chủ mẫu ly khai chiến thiên duệ cắn răng nói là bất ngươi đi khai câu cẩn đẩy ra tiểu trà lúc này nàng sao có thể ly khai nam nhân này rõ ràng chính là trúng độc cẩn nhi ta sẽ bị thương ngươi ngươi mau ly khai chiến thiên duệ dùng suốt đời lớn nhất ý chí lực đến khống chế chính mình làm cho mình đầu óc còn có một ti thanh minh hai tay tử tử nắm bắt xe đẩy tay vịn mà kia tay vịn trong nháy mắt liền bị hắn tạo thành toái bọt. Lúc này U cùng Minh Phi thân đi tới bên cạnh hắn, song song ở chiến thiên duệ trên người vỗ mấy cái, chậm rãi chiến thiên duệ mới chậm lại, thế nhưng, tay nhưng vẫn tử tử tạo thành nắm tay, khi mu bàn tay xương quốc thượng đều là xanh trắng sắc. Mắt của hắn con ngươi cũng không ly khai tô cẩn, liền như vậy nhìn, tự hồ như vậy nhìn, hắn đau liền hội thiếu một ít. Chủ tử sớm phát tác, chẳng lẽ là nàng? U một bên bắt mạch vừa nói. Chiến thiên duệ gật đầu. Tô Cẩn xem không hiểu, nhưng lại biết nhất định là của chiến thiên duệ thân thể xảy ra vấn đề gì. Xảy ra chuyện gì, ta muốn biết. Tô Cẩn bình tĩnh nói. Việc này, vốn là không muốn làm cho nàng biết, thế nhưng, chiến thiên duệ cũng biết, giấy là không gói được lửa, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ biết, không như thừa dịp lúc này làm cho nàng nhìn cái minh bạch cho nên minh ở đạt được cho phép dưới tình huống đem chiến thiên duệ đau nói ra tại sao sẽ là như vậy cô cẩn nạp nạp mở miệng chỉ là trong mắt lại là đối nam nhân này thương tiếc kia là dạng gì đau a à, nhượng này thiết như nhau hán tử đau tới đổ mồ hôi lạnh tay không tự chủ đặt ở cặp kia hàng băng như nhau trên đùi nói cho ta thế nào mới có thể làm cho ngươi đau ít một chút cô cẩn đỡ sờ tự hồ nhượng chiến thiên duệ đỡ hơn một chút thế nhưng kia đau như thiên kiến ở gặm thực, lại như hàng băng rét thấu xương. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã không biết muốn thế nào đi hình dung. Mà mỗi tháng, đều phải dùng đại lượng thuốc, cùng nội lực mới có thể đem chi ngăn chặn, ngay cả thánh y đệ tử U, đô không hề biện pháp, lại có thể làm sao. Cẩn nhi Chiến thiên duệ gian nan mở miệng, ngươi bồi ta trò chuyện, ta sẽ giảm bớt thống khổ. Hảo, ngươi này liền nói chuyện với ngươi, ngươi muốn nghe cái gì? Tô Cẩn vội vàng mở miệng. Chiến Thiên Duệ liền cười, ngươi nói cái gì cũng tốt. Minh cùng U đối liếc mắt nhìn, hai người đứng dậy rời khỏi phòng, đem điểm này không gian để lại cho chủ tử. Ngô, ta biết. Thế nhưng nhất thời Tô Cẩn cũng không biết phải như thế nào mở miệng, nghĩ nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn Chiến Thiên Duệ kia nhịn một chút mặt, nhẹ nhàng lau đi hắn mồ hôi trên trán, vừa lái miệng, tự hồ như là tự lẩm bẩm như nhau nói ra. Ngươi tin kiếp trước sao? Ha hả, có lẽ ai cũng không có ta như thế may mắn đi. Ta có trí nhớ của kiếp trước. Khi một đời, ta chết oán, ta chết thảm, thế nhưng này tất cả cuối căn nguyên lại chỉ là bởi vì ta mềm yếu, ta là đơn thuần, ta quá mức với tin người khác, cùng xà vì vũ, cuối dưỡng hổ thành hoạn, mà các nàng lại là vì tên là lợi. Bất giác, cô cẩn đem chính mình kiếp trước đương cố sự như nhau nói cho chiến thiên duệ nghe cũng không biết chiến thiên duệ nghe bao nhiêu, ký bao nhiêu thế nhưng, kia đau nhưng vẫn ở thêm tác phẩm lớn, mà hắn đôi chân, bao gồm hai chân của hắn đã sưng sắp vỡ ra đến, Tô Cẩn kinh mở to hai mắt nhìn, ta đột nhiên có loại ý nghĩ, ngươi có muốn thử một chút hay không? Chiến Thiên Duệ lung tung gật đầu, cũng không biết hắn là nghe thấy Tô Cẩn lời, còn là không nghe thấy, liền nhìn thấy Tô Cẩn từ đầu thượng bác hạ trâm cài tóc, nhanh chóng ở hắn hai mu bàn chân thượng đâm đi xuống. A à, nhiều năm qua, chiến thiên duệ cũng không có kêu lên, giờ khắc này, hắn cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng kêu lên, lại một thứ hồng, té trên mặt đất lăn lộn. Minh cùng U nghe thấy gọi thanh, phát giác không đúng, vội vàng đi đến, nhìn thấy chính là đầy đất máu tươi còn có chủ tử không hề hình tượng lăn lộn. Ta giết ngươi. Minh vương hai tay liền kháp thượng tô cẩn cổ, bởi vì tô cẩn trong tay còn cầm rỉ máu cây trâm. Ở, dừng tay chiến thiên duệ gian nan hô mau dừng tay minh ngươi mau tới đây nhìn đây là cái gì u thanh âm là gấp minh đem tô cẩn ném ra nhảy đến u bên người lại nhìn thấy chiến thiên duệ kia hai mạo máu lỗ máu lý bò ra một một sâu thế nhưng kia sâu nếu ly khai chiến thiên duệ thân thể rụng đến trên mặt đất liền không bao giờ nửa động biến cứng ngắc vô cùng trong nháy mắt đau quá khứ chiến thiên duệ hai chân thượng trừ còn đang mạo máu khi lạnh giá cảm giác tự hồ cũng lui đi không ít mà hắn vậy mà ngồi dậy cẩn nhi chiến thiên duệ kêu Minh xoay người lại quỳ tới trước người của nàng thỉnh chủ mẫu trách phạt Cô cẩn không để ý đến hắn lại đi tới chiến thiên duệ bên người thế nào còn đau không khá hơn nhiều cảm ơn chiến thiên duệ thân thủ sờ lên mặt của nàng trên mặt mệt mỏi ngoan mỗi lần trải qua hậu hắn đô hội chìm vào giấc ngủ thế nhưng lần này, hắn vậy mà không muốn ngủ. Tô Cẩn nhìn hắn cặp kia chân nhíu mày, bởi vì kia lỗ máu vậy mà rất nhanh khô tịnh kết máu vẫy, cũng không có thứ lại ra bên ngoài bò. Đi chia sẻ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Thứ 86 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thuộc hạ có thông tri thải cúc tỷ tỷ, Nói ngài có việc, sáng sớm xuất phủ. Tiểu trà nhìn đột nhiên thay đổi sắc mặt Tô Cẩn nói: "Không được, nhanh lên một chút, chúng ta hồi phủ, ngươi biết, Tô Kỳ nhất định sẽ không bỏ qua ta không có ở trong phủ cơ hội, bởi vì nàng nhận định ta bị bán vào thanh lâu, nàng hội nương ta không ở trong phủ cơ hội, đem phù dung hiên nhân giết." Tô Cẩn có chút hoang loạn. "A, à, này này." Tiểu trà thật đúng là không suy nghĩ nhiều như vậy. "Biệt này là chúng ta đi mau tô cẩn mang theo tiểu trà rất nhanh ra khỏi phòng tử lại có bắn tỉa mơ hồ là đây là đâu a à? xảy ra chuyện gì như thế hoang mang minh thúc chiến thiên duệ mà chiến thiên duệ trong tay còn phóng hộp đựng thức ăn nhìn vẻ mặt lo lắng tô cẩn nói ta phải mau một chút trở lại nếu không trong phủ sẽ xảy ra chuyện chiến thiên duệ nhíu mày ăn trước đông tây thực sự đến không vội minh tống chủ mẫu hồi phủ đột nhiên chiến thiên duệ thanh âm liền có một chút lãnh sốt lên trong tay hộp đựng thức ăn đã nghĩ muốn ném đi lại nhìn thấy tô cẩn nhìn qua mắt sau đó đem hộp đựng thức ăn hàng tiếng trong tay nàng hắn thì xoay người ly khai tô cẩn trừng bắt tay vào làm lý hộp đựng thức ăn lại nhìn cái kia đột nhiên mạo lãnh khí nam nhân lắc lắc đầu vẻ mặt không rõ ra này viện tô cẩn mới nhìn đến những người này nàng nhất thời có chút giật mình vừa tịnh không có nghe được tiếng ồn ào ra mới phát hiện, đây chỉ là một gia tiệm cháo quy mô không tính lớn, lại cũng không nhỏ, mua nhân rất nhiều, mà ngồi ở bên trong ăn nhân cũng rất nhiều. Tô Cẩn lập tức minh bạch, nguyên lai like gây nên đại ẩn ẩn với thị đạo lý. Xác thực, ai có thể nghĩ đến, ở này phùng hoa phố bên cạnh một tiệm cháo lý lại còn giấu giếm huyền cơ đâu. Minh đem nàng tống lên xe ngựa, sau đó một đường cuồn cuộn chạy thẳng tới tô phủ mà đi. Trên xe, tiểu trà thở dài, chủ mẫu A, ngươi thực sự là, thực sự là một điểm không nhìn được tình thú, này nhất định là chủ tử tự tay làm, nếu không, sao có thể sinh khí. Ha ha, ngay cả ngươi cũng nhìn ra hắn đang tức giận, ngô, cái này không thể được, được sửa. Bất quá, tô cẩn lại mở ra hộp đựng thức ăn, bên trong có một bát nóng hầm hập thái cháo phía dưới còn có tiểu bánh bao. Tô cẩn mặc dù khẩn trương người trong phủ, thế nhưng nhưng cũng thực sự đói bụng, cầm lên bên cạnh chiếc đũa Cắp một tiểu bánh bao liền ăn qua thật hương bên ngoài trỗi nói cho ngươi biết chủ tử này bữa sáng rất thơm tạ minh ở ngoài xe kia gọi một không được tự nhiên a à, hắn thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử sinh khí bởi vì trước đây chủ tử thông thường trực tiếp xuất thủ chi mà hướng vừa như vậy đùa dẫn tiểu hài tử tính tình khụ khụ không có lại một chủ tử lại vẫn hội xuống bếp Vừa thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi của mình cắn rụng. Kinh sợ a, à, mặc dù chủ tử mang mặt nạ, thế nhưng Minh còn là nhìn thấy kia cong lên khóe miệng, còn có kia vui mừng tâm tình. Tới Tô phủ, từ cửa sau đi vào, mới vừa đi hai bước Tô cẩn lại chiếc trở về, "Minh, đi đem nam nhân kia cho ta đưa đến Phù Dung Hiên, phải nhanh." Nói xong, mang theo tiểu cộng trực tiếp hồi Phù Dung Hiên, kết quả không đợi đi vào, liền nghe đến trong viện Tô Kỳ kia đắc ý thanh âm còn có kia hèo thanh, cô cẩn tay nắm thật chặt, cúi đầu nhìn thấy hộp đựng thức ăn, ngô, có, đem hộp đựng thức ăn để cho tiểu trà, đi nhanh đi vào liền nhìn thấy thải cúc bị đặt tại băng ghế dài thượng đánh bằng roi, kia mông tất cả đều là nhiễm máu hồng, dừng tay cho ta, cô cẩn chạy tới, đẩy ra mấy bà tử, kia gọi một đau lòng, nàng trùng sinh ngày đó liền phát quá thề, ai cũng không thể lại thương tổn nàng người bên cạnh, tiểu thư ngươi đã trở về, ta, ta cũng không nói gì hoang a, à, ta nói tiểu thư chỉ là xuất phủ làm việc, thế nhưng nhị tiểu thư không tin. Thải Cúc nói đô còn chưa nói hết, nhìn thấy tô cẩn tự hồ liền nhìn thấy hy vọng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Xuân Nhi, gọi người đi tìm tiền đại phu. Tô cẩn buông ra nắm Thải Cúc tay, chậm rãi đứng lên, nhị muội muội. Một tiếng này muội muội gọi, tô cẩn thẳng phím buồn nôn, nhưng vẫn gọi như vậy, khi nào ta trong viện nhân cũng dùng đến ngươi tới quản giáo. Ở Tô Cẩn vừa xuất hiện ở trong sân thời gian, Tô Kỳ liền có chút mơ hồ, nàng sao có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Lại nghe thấy Tô Cẩn lời, Tô Kỳ đột nhiên cảm thấy sự hình như không đúng, ha hả, ha hả, đại tỷ tỷ cũng không có gì a à, ngươi trở về liền hảo, trở về liền hảo. Tiểu muội cáo từ, còn muốn chạy. Ngươi khi ta này phù dung hiên là địa phương nào, Ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Câu cửa miệng đạo, đánh chó còn nhìn chủ nhân đâu, ngươi liền đánh người của ta liền đánh, cũng quá bất coi ta là hồi sự đi. Câu cẩn miệng xé ra cười một chút, chỉ là kia cười cũng là ở bên miệng, trong mắt tất cả đều là lãnh nghĩa, ta vốn không muốn hiện tại liền đối ngươi đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng lại là chính ngươi buộc tới này một phần thượng. Đánh đô đánh, ngươi còn muốn làm sao bây giờ? Câu kỳ chân mày cau lại, nữ nhân này cũng dám như thế nói chuyện với nàng ngô tô kỳ tự hồ đã quên nàng gần đây ở tô cẩn thủ hạ ăn bao nhiêu thiệt còn tưởng rằng tô cẩn trước đây cái kia hảo bắt chẹt tô cẩn đâu liễu mẹ đi phu nhân chỗ đó thông tri một chút toàn phủ nhân sảnh trước chờ hôm nay ta liền muốn thay phụ hậu thanh lý thanh lý hắn viện tô cẩn lời này vừa ra cũng làm cho tô kỳ sợ run lên ngươi có ý gì không phải là đánh ngươi nô tỳ sao hừ nếu không phải là ngươi một mình cách phủ nàng hội chịu đòn ta cách phủ cùng ngươi có gì can hệ này trong phủ còn chưa tới phiên ngươi làm chủ ngươi đánh người của ta ngươi là hàng a ngươi đánh người của ta sung sung lượng cũng chính là thân phận so với cái nô tỳ cao nhất điểm thứ nữ nhi lấy ngươi thật đúng là đánh chính mình đương chủ tử câu cẩn cười nhạo gọi tới người bên cạnh đem trong viện nhân đô áp hướng sảnh trước đi đến. Ngươi buông ta ra nhân. Tô Kỳ vừa nhìn đây cũng không phải là đùa giỡn a, à, nàng nguyên chính là nghĩ để trút giận, nàng không muốn muốn kinh động hậu gia. Lan tỷ tỷ, những ngươi chế dẻo, bất quá, ta không khi ngươi là người ngoài, ngươi cũng không cần thái câu nệ, nếu như một hồi muốn phát sinh chuyện, ngươi cảm thấy nhìn không thoải mái, không như ngươi ngay ta trong phòng ngốc đi, ta sẽ nhường nhân cùng ngươi. Đi rồi hai bước, Tô Cẩn lại chiếc trở về, đỡ qua ở một bên Vũ Văn Nhã Lan một phen, sắc mặt của nàng rất không tốt, nghĩ cũng biết trước Tô Kỳ nhất định nói rất nhiều lời khó nghe. Ngô, Cẩn Nhi ngươi bận, ta ở trong phòng của ngươi. Vũ Văn Nhã Lan cười cười. Tốt lắm. Tô Cẩn thân thủ gọi đến một tiểu nha đầu, làm cho nàng đi đem ngủ tiểu thư lục tiểu thư mang đến cùng nàng, liền rời đi. Cẩn Nhi, hôm nay quá tiếc, ngươi ở náo cái gì? Tô Tú Liêm mặt nhăn, nhìn Tô Cẩn, lúc nào, này khuê nữ như thế có chủ ý, vậy mà thoáng cái liền cường thế khởi đến. Cẩn nhi a, à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão phu nhân vẫn là vẻ mặt hiền lành, vẻ mặt hòa nhã. Bà nội, đến, ngươi thường thường cháu này vị thế nào? Tô Cẩn lại không có hồi lời của nàng, vẻ mặt cười cầm lấy tiểu trà trong tay hộp đựng thức ăn, từ bên trong bưng ra cháu liền đưa tới lão phu nhân trước mắt đi chia sẻ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Thứ 87 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ha 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 Cô Tú Liêm trong tay nắm bắt kia nam nhân gì đó, ngửa mặt lên trời cười dài, cười cười nước mắt lại chảy ra, quay đầu đi nhìn Khương Tuyết Như, Tuyết Như, ta đối với ngươi không tệ đi khương tuyết như nhìn tô tú liêm kia có chút điên cùng còn có kia trên tay tràn đầy máu đen bộ dáng thật thật dọa đảo thế nhưng nàng lại biết đánh chết cũng không thể thừa nhận không tiếp thu còn có một tuyến hy vọng nhận nàng thì phải chết hậu gia thiếp thân thực sự không biết a à, thực sự không biết khương tuyết như chạy tới quỳ gối bên cạnh hắn ôm lấy chân của hắn tô tú liêm nhìn nàng trong mắt tràn đầy thống khổ tuyết như nhiều năm như vậy ngươi cũng không có tái sinh dưỡng quá, dùng cái gì hắn đến trong phủ nửa năm ngươi thì có. Hậu gia, ngươi không muốn không tin Tuyết Như, Tuyết Như tất cả đô cho hậu gia a, à, Tuyết Như làm tất cả cũng đều là vì hậu gia. Ô ô, hậu gia, tỷ tỷ nói đô là thật, nàng làm tất cả, thực sự đều là vì ngài đâu. Đoạn thời gian trước, bởi vì Tiện Thiếp không có hầu hạ hảo ngài còn huấn giới Tiện Thiếp một trận, khi đó Tiện Thiếp thật là thẹn thiệt đến chết nguyên lai like hầu hạ hậu gia là muốn cấp hậu gia uống thuốc A, à, Thanh Hà cũng không biết đâu. Hung phỉ nức nở. Ngươi câm miệng, ta không có. Khương tuyết như tàn bạo trành thượng Thanh Hà. Tô Tú Liêm nghe ngơ ngẩn, cho hắn uống thuốc, ha hả, ha hả. Chẳng trách mỗi lần đến nàng kia lý, nàng cũng hội cho mình một bát canh, mà mỗi lần cùng của nàng sàng đệ chi hoang, đô hội nhượng hắn điên cùng như 20 tuổi tráng niên, Hắn tưởng là chính mình với nàng say đắm, lại không biết thì ra là thế. Hắn liền nói vì sao những thứ khác nữ nhân đều câu không được hứng thú của hắn. Hậu gia tiện thiếp vốn là tiện mệnh một, thế nhưng ngươi biết lục tiểu thư sao? Lúc trước lục tiểu thư nàng thực sự thật đáng thương a, à, tỷ tỷ, tỷ tỷ nói là vú em ở sau lưng vụng trộn bắt nạt lục tiểu thư kỳ thực nếu không a à, kia kia lục tiểu thư trên người thương, thật ra là tỷ tỷ cùng nhị tiểu thư khác ra tới. Thanh Hà tự hồ là đột nhiên nghĩ khởi như nhau, cấp vội vàng nói. Ngươi lời này quả thật. Tô Tú liêm mắt đô đỏ. Đương hội tưởng thật, bởi vì hai ngày trước tiện thiếp Yên Chi dùng không có, đi trên đường mua Yên Chi, kết quả bị người thiếu chút nữa trộm tiền, mới phát hiện người nọ bất là người khác A, chính là lục tiểu thư nguyên lai like vú em A, vú em nhận ra tiện thiếp, liền đối tiện thiếp, đem sự tình nguyên do nói một lần, hơn nữa còn nói, Tỷ tỷ vẫn phái người truy sát nàng, nàng hiện tại thực sự vô chỗ có thể đi, tiện thiếp làm chủ liền đem nàng tiếp hồi phủ lý, vẫn dưỡng ở tiện thiếp trong viện. Đường cái quét tước sân thô lệ nô bộc có một miếng cơm ăn, cũng không đến mức làm cho nàng chết đói a. À. Hơn nữa nàng nghĩ lục tiểu thư mau muốn điên rồi. Thanh Hà vừa nói, một bên gạt lệ, cô cẩn nhìn đã nghĩ cười, Thanh Hà a à, Thanh Hà ngươi bất làm tiểu thiếp, thật đúng là xin lỗi ngươi vú em người này là lúc trước bị Xuân Nhi giấu đi, ngày hôm trước hai chiến thiên duệ cấp đưa trở về, Tô Cẩn liền nàng đem đưa đến Thanh Hà chỗ đó, dù sao có một chút tình, do Thanh Hà nói ra kia càng cụ chấn tiết lực. Cũng càng nhượng Tô Tú liêm tin. Ngươi tiện nhân này, ta xé miệng của ngươi, nhượng ngươi loạn nói. Khương Tuyết như này hội bất trang đáng thương, theo Tô Tú Liêm bên chân đứng lên liền muốn đi đánh Thanh Hà. Thế nhưng, so với nàng mau một bước chính là Tô Tú Liêm, hắn một cước liền đem Khương Tuyết Như đạp té trên mặt đất, nếu không phải ngươi làm, ngươi lại dùng cái gì muốn đánh Thanh Nhi. Thanh Hà sớm bị dọa sắc mặt tái nhợt, trốn vào tô tú liêm trong lòng. Hậu gia, Tuyết Như không có, thật không có. Khương Thị ai khóc, tay ôm bụng, vừa ngã một chút, đã cảm giác được bụng có chút nhịn một chút đau. Hậu gia, thỉnh vú em đến đây đi, thỉnh nhân ôm lục tiểu thư đến đây đi, nhìn nhìn lục tiểu thư là tránh vú em còn là thân vú em. Thanh Hà lâu dài nói. Tô Tài còn không ấn người Thanh Di Nương phân phó làm. Là, nô tài này liền đi làm. Tô Tài lui ra. Tô Cẩn đối liễu mẹ sử cái ánh mắt, liễu mẹ cũng lui ra ngoài. Không một hồi Tô Tài liền đem vú em cấp mang đến. Vú em một thân rách nát, nơm nớp lo sợ quỳ ở trên mặt đất, lúc này liễu mẹ ôm lục tiểu thư cũng tới liễu mẹ đem lục tiểu thư bỏ vào trên mặt đất, lục tiểu thư tô sang nhìn này rất nhiều nhân, còn có kia trên mặt đất máu, dọa khuôn mặt nhỏ nhắn một bạch chạy tới liền ôm lấy tô cẩn mặt vùi vào hông của nàng, thân thể run rẩy. Ngoan, sang nhi, không sợ. Đến, sang nhi, ngươi xem, đó là ai? Tô cẩn đem tô sang bế lên nhẹ giọng hống, tình chỉ hướng về phía trên mặt đất vú em. Vú em ngẩng đầu nhìn đi, nhìn thấy hảo hảo tô sang, Nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra, ô ô, lục tiểu thư, là nô tì a. Tô sang sợ hãi, vẫn không dám nhìn đi, tô cẩn chỉ hảo từng chút từng chút hống, chậm rãi tô sang nghiêng đầu nhìn lại, có lẽ nhất thời không nghĩ khởi người kia là ai. Thế nhưng một lát sau, tô sang vội vàng theo tô cẩn trong lòng lui xuống, bước nhanh chạy tới vú em bên người, thoáng cái liền nhào vào trong ngực của nàng, hoa oa khóc lên, nương. Nương. Tô tú liêm chăm chú siết quả đấm tuyết như ngươi còn có gì nói. Khương tuyết như liền cười, như kia trong hầm cầu thạch đầu bình thường, lại thối vừa cứng, tử không buông miệng, hậu gia ta còn là câu nói kia, ta chính là chưa từng làm. Hảo hảo, ngươi chưa từng làm, ta hôm nay cũng không giết ngươi, nhìn ở chúng ta nhiều năm tình phân thượng, ta dưỡng ngươi, chờ ngươi sinh hạ này nghiệt chủng, ta xem ngươi còn có gì nói. Tô Tú Liêm giận quá hóa cười, nói xong nói, những tô tài làm cho người ta dẫn đi, hắn liền nhìn Tô Kỳ, này hắn yêu nhất nữ nhi. Kỳ nhi. Tô Kỳ vẫn không có động, thẳng lăng lăng nhìn trên mặt đất hôn chết rồi như ý, nàng trong đầu trống rỗng. Đối với Tô Tú Liêm hỏi nói cũng không có nghe được. Tô Cẩn đối Thanh Hà đánh ánh mắt, Thanh Hà nhẹ nhàng lôi một phen Tô Tú Liêm, hậu gia, tiện thiếp nghe nói, trong phủ có người ở làm vu cổ thuật. Cái gì? Tô Tú Liêm sắc mặt đại biến, ngay cả kia vẫn không nói gì lão phu nhân cũng thay đổi sắc mặt lời ngươi nói quả thật lão phu nhân nghiêm khắc nhìn thanh hà tiện thiếp làm sao dám nói hoang người nọ thực sự gan lớn đến cực điểm a nói xong thanh hà còn lấy ánh mắt nhìn xuống tô kỳ tô kỳ nguyên lai là não đại chỗ trống thế nhưng đương thanh hà lời vừa nói ra nàng liền bắt đầu tim đập trộn lên mặt cũng biến tái nhợt bất quá nàng vẫn lập trì trấn định mắt còn chăm chú vào Như Ý trên người. Tiện thiếp sao dám nói hoang, không tin ngài hỏi một chút nhị tiểu thư, nhị tiểu thư ngài nói sao? Thanh Hà vẻ mặt tái nhợt a, à, nằm bò ở tô tú liêm trong lòng thân thể vẫn luôn ở rung rẩy. Kỳ Nhi, ngươi thanh di nương nói ngươi biết, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra, là ai lá gan lớn như thế. Lão phu nhân trong tay gậy, đông một chút đấm tới trên mặt đất, dọa Tô Kỳ thân thể theo chính là một kích linh, cháu gái không biết lão phu nhân, ngài có thể hỏi hỏi nhị tiểu thư bên người tỳ nữ. Thanh Hà hợp thời nói một chút. Đi chia sẻ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88. Thứ 88 chương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Ân. Ừ. Còn là chúng ta cẩn nhi hiểu chuyện a. À, ôi, đáng tiếc mau ra gã cũng không biết bà nội còn có thể hưởng ngươi mấy ngày phút lão phu nhân nhắm mắt lại trên mặt là thở dài biểu tình bà nội ngài nói cái gì a à? cẩn nhi mới không gả tô cẩn kiều thận ha hả còn xấu hổ đem ngươi gả ra lại đến chính là ngươi nhị muội quên đi không nói nàng trăng sáng a à, đi xem hậu gia cùng phu nhân thế nào còn chưa tới là nga lão phu nhân ngài trông, này bất đô tới rồi sao? Trăng sáng vừa mới phải ly khai, liền nhìn thấy Tô Tú Liêm cùng thuần vu tích đi đến, chỉ là Tô Tú Liêm hôm nay lại đem Thanh Hà cũng dẫn theo qua đây. Lão phu nhân mị hiếp mắt, này thiếp rất không nghe lời nha. Tô Cẩn nhìn đến lão phu nhân kia vô ý biểu tình lại nhìn đến đây Thanh Hà trong nháy mắt hiểu nàng là vì cái gì? Chỉ là, Tô Cẩn cũng nhíu mày, Thanh Hà, ngươi thật đúng là cấp thiết, cứ như vậy nghĩ thượng vị sao, xem ra cũng không cần tự mình ra tay, tự sẽ có người tới thu thập. Thấy qua mẫu thân. Tô Tú Liêm cùng thuần vu tích hướng nàng thấy lễ. Tiện thiếp thấy qua lão phu nhân, lão phu nhân vạn phúc. Thanh Hà cười hiếp mắt cùng ở hậu gia phía sau đi tới chào, một thân bộ đồ mới, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Lão phu nhân tự hồ không có nghe được như nhau, chỉ là cười hiếp mắt, kéo qua Tô Tú Liêm cùng thuần vu tích, hôm nay quá tiếc đâu, toàn gia đoàn viên, mau tới ngồi, chúng ta dùng cơm. Sau quay đầu hướng trăng sáng gật đầu, tránh ra tịch. Nhìn một màn này, có đôi khi tô cẩn đều phải hoài nghi mình ngày đó ở nàng trong phòng nghe thấy cùng nhìn thấy có phải hay không là một giấc mộng, thế nhưng nàng biết kia tất cả đô là chân thật, thế nhưng, sợ không tới manh mối cảm giác, làm cho nàng rất không thoải mái. Rốt cuộc lão phu nhân ở vì sao nhân làm chuyện gì đâu. Tô Tú Kim nhìn Thanh Hà vẻ mặt bất xá, nhịn không được mở miệng, mẫu thân, thanh hà ở cho ngài thỉnh an đâu. Lão phu nhân liếc mắt nhìn tô tú liêm, lúc này mới quay đầu đi nhìn thanh hà, khởi đi. Tạ lão phu nhân. Thanh hà nhanh chân ngồi xổm đã tê rần, trong lòng đối lão phu nhân thầm hận, tử lão thái bà. Tô tú liêm kéo qua thanh hà đã nghĩ làm cho nàng ngồi bên người, chỉ là lão phu nhân mở miệng, liêm nhi, hôm nay là các chủ tử yến hội, các nô tài là không thể thượng bàn, ngươi bình thường chơi, nháo, sủng nương đừng nói ngươi, nhưng là hôm nay không được, cha ngươi trên trời có linh thiên nếu như nhìn thấy, cũng sẽ không cho phép. Thanh hà kia mông là ngồi cũng không xong bất ngồi cũng không xong, khi tư thế thái khôi hài, tô cẩn hé miệng, chỉ là liếc mắt nhìn, liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như vị tăng già nhập định bình thường, thành thật ngồi. Chỉ bất quá tô sang không buông tha nàng, ở bên người nàng cọ tới cọ lui, vòng tới vòng lui, kết quả không cẩn thận dẫm tới tiểu váy liền muốn hướng trên mặt đất ngã đi, tô cẩn không chút suy nghĩ liền muốn xuất thủ, lại chẳng biết tại sao, thủ đoạn đau xót độn một chút, động tác kia liền chậm, đảo hiển công kênh. Ơ ờ kìa, lục tiểu thư, biệt ngã. Thanh hà mắt cũng tim, muốn có ngồi hay không thân thể thoáng cái vọt tới, ôm lấy tô sang, chính mình lại ngã sấp xuống, tô sang ngã ở trên người của nàng. Ô ô tỷ, ô ô nương, Tô Cẩn vẻ mặt đau lòng ôm lấy nàng, ngoan, không khóc. Ô ô. Tô Sang tiểu tay ôm Tô Cẩn cổ, đó là một bức tuyệt đối khuyết thiếu cảm giác an toàn. Phế đi nửa ngày kính, mới đem Tô Sang hống hảo, Tô Cẩn cầm điểm tâm cho nàng, hống nàng cười, mới lại nói, mới vừa rồi là Di Nương cứu ngươi, ngươi muốn cảm ơn Di Nương, mau lấy bánh ngọt cấp Di Nương. Tô Sang thôi cũng không nói, tiểu tay liền đưa tới Thanh Hà trước mặt. Thanh Hà lộng cái đỏ thẩm mặt, nàng ngã không một người ban một phen, bên người mấy nô tài cùng không thấy được tự như, mà Tô Tú Liêm cũng là vẻ mặt đau lòng chỉ nhìn Tô Sang, nàng nhưng vẫn ngồi ở đây địa phương, này hội Tô Cẩn truyền đạt điểm tâm nhỏ, ánh mắt của mọi người đô gom lại trên người nàng. Thế nào còn ngồi dưới đất, ngươi là một di nương, mặc dù không phải chính kinh chủ tử, nhưng coi như là nữa, liền phải có cái chủ tử dạng, nhìn nhìn hiện tại này thành cái gì, còn không mau một chút khởi đến, ngồi dưới đất thừa gì thể thống. Thật không hiểu được, Liêm Nhi thích ngươi cái gì. Lão phu nhân dung mạo liền ngã xuống. Thanh hà này mặt cũng không chỉ là đỏ, một hồi thanh, một hồi bạch, năm màu sặc sỡ, cùng khai lương phòng tựa như. Chính mình theo trên mặt đất bò dậy, thành thật ngốc ở tại một bên, nàng xem như là đã nhìn ra, hôm nay nàng biệt dự đoán được hảo đãi ngộ. Không như từ đó không nói lời nào, thành thật điểm, cũng miễn bị người cười nhạo. Mẫu thân, ngài đừng tức giận, ăn cơm. Thuần vu tích hợp thời mở miệng. Lão phu nhân lúc này mới đưa mắt theo thanh hà trên người dời, lại là một bức hiền lành bộ dáng. Hàng năm 8 tháng 15 bữa cơm này, là tô cẩn không thích nhất, dĩ vãng, vì vì mình một nạp, nhát gan, lại nghe tính với khương thị, này một sang thượng, tô kỳ ra hết danh tiếng, đạt được phụ thân cùng lão quá nhiều người sủng ái, mà chính mình, lại luôn luôn bị chế nhạo trong lòng nói không đau là đó là giả nàng cũng rất muốn tượng tô kỳ như nhau ngâm thơ làm đối đỡ cầm vẽ tranh thế nhưng nàng trừ hội nữ hồng ngoại thực sự cái gì cũng sẽ không cẩn nhi a à, ngươi nhị muội muội không ở ngươi là đại tỷ tỷ ngươi tới cấp bà nội làm thủ thơ đi đến chúc mừng một chút mười lăm mặt trăng lão phu nhân cười híp mắt nhìn nàng tô cẩn mặt trong nháy mắt liền trắng bà nội cẩn nhi sẽ không. Lão phu nhân liền nhướng mày, một năm này ngươi lại cái gì cũng không học được, không phải cho ngươi tìm lão sư sao. Tô Cẩn nghĩ thầm, ngươi là buông lời, thế nhưng vậy cũng phải có người cấp tìm A, thế nhưng Tô Cẩn lại không muốn nhiều lời cái gì, hơn nữa hiện tại cũng không phải làm cho nàng biết mình nội tình thời gian, đành phải cúi đầu, là cháu gái vụng về, lão sư, bất giáo. Ôi, ngày khác, ta cho ngươi tìm cái lão sư đi, bất học là không được, nói như thế nào, tương lai ngươi cũng là lương vương thế tử phi, tuy nói kia thế tử thân thể khó chịu lợi, thế nhưng, thân phận của ngươi bày ở nơi đó, bao nhiêu cầm kỳ thư họa ngươi đều phải biết một chút. Lão phu nhân một bức vì tô cẩn suy nghĩ bộ dáng. Tô cẩn gật đầu, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, nàng cũng nhất định phải đem kia sau lưng quỷ tìm ra. Bên này mọi người im lặng ăn cơm, mấy thứ nữ càng đại khí không dám xuyển, ngay cả kia bình thường hoang nhảy tô hình cũng thành thật ngốc, cúi đầu trang một nạp. yên tĩnh không gian đừng nhắc tới có bao nhiêu kiềm chế, mà tô cẩn lại trong lúc vô tình nhìn thấy bên chân một viên kim hạt châu, đây là ai a? À? Thải cúc. Đại tiểu thư. Màu đi tới. Tô cẩn vừa định muốn nàng đem trên mặt đất hạt châu nhặt lên, đột nhiên nghĩ đến vừa tay mình cổ tay xử đau, sau đó vẽ mặt một nạp tươi cười, ta muốn ăn cái kia sủi cảo tôm nô tỳ này liền cho ngài kẹp qua đây. Hải Cúc nói xong đi tới tô cảnh bên kia, gấp sủi cảo tôm qua đây. Mà tô cẩn sớm đã đem hạt châu kia dẫm tới dưới chân. Ngô, ăn ngon. A à, a, à, ăn. Tô sang vừa nghe tô cẩn nói ăn ngon, liền hoang nhảy nàng cũng muốn, tô cẩn liền đem bàn cái kia đưa cho nàng, nàng nhận quá khứ, nắm lên kia tinh chất trong suốt tiểu sủi cảo tôm liền hướng bỏ vào trong miệng, mà trong tay khay, thoáng cái không nắm liền rơi xuống đất. Đi chia sẻ. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Thứ 89 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không có ý tứ, cẩn nhi, phiền phức ngươi nhượng thải cúc cho ta chuẩn bị xe đi, ta hiện tại liền đi. Vũ Văn Nhã Lan cúi đầu nhặt lên thư, nhìn tô cẩn cấp thiết trả lời. Ách, hảo nhìn có chút thất lễ vũ văn nhã lan lại quay đầu nhìn một chút thuần vu tử hiên chỉ thấy hắn chân mày sâu khóa lại là nhìn về phía nơi khác thải cúc ngươi đi cùng hậu gia nói một chút sau tống lan tỷ tỷ hồi kính an hậu phủ tô cẩn phân phó thải cúc trong tay còn nắm mắt viên kia hạt châu đi lên phía trước đem đông tây bỏ vào tô cẩn trong tay lúc này mới ly khai tô cẩn nắm mắt viên kia viên linh lợi hạt châu thầm nghĩ đây là ai đâu Cẩn Nhi, ta hồi đi thu thập một chút đông tây. Vũ Văn Nhã Lan sau khi nói xong, đối thuần Vu Tử Hiên phủ thân thể liền rời đi. Nhìn nàng kia có chút thương xúc bóng lưng lại nhìn thuần Vu Tử Hiên vẻ mặt mịt mờ không rõ biểu tình, Tô Cẩn nhíu mày, biểu ca, các ngươi nhận thức. A, à, cái kia, biểu muội, ưng tam nhượng ta cho ngươi biết, có một ngoại quốc mang thai nữ tử ở hắn vậy lưu nói mấy lần tìm ngươi, ngươi nhận thức sao? Thuần Vu Tử Hiên cũng không trở về Tô Cẩn lời, mà là nói khác. Ngoại quốc mang thai nữ nhân. Thiên, nàng đem Tháp Na Cấp đã quên. Thiên, biểu ca, cảm ơn ngươi a, à, ta ngày mai sẽ đi ưng tam chỗ đó, Ngô, ta sao có thể đem nàng cấp đã quên, một tháng ước hẹn a, à, sớm đã vượt qua. Tô Cẩn thân thủ vỗ xuống đầu, trong khoảng thời gian này sự quá nhiều, làm cho nàng đã sớm bận quên mất. Ngô, ngươi nhận thức nàng a? À thuần vu tử hiên nhíu mày. Tô Cẩn gật đầu. Có thể tin được không? Thuần vu tử hiên cao mày hỏi nàng, khác lại bị người ta lừa. Mặc dù đã sáng tỏ này biểu muội cũng không tượng biểu hiện ra đã biểu hiện ra như vậy dịu dàng một nạp, nhưng nói như thế nào cũng là dưỡng ở khuê phòng Trung A. Này ngươi yên tâm, Nga, ngươi tới ta đây chính là vì nói cho ta việc này. Nga, này chỉ là một trong đó, bất quá, một chuyện khác, ta tin ngươi hẳn là hội cảm thấy hứng thú, các ngươi trong phủ trước bị hậu gia đuổi ra đi đừng tiểu tướng, ngươi có thể có ấn tượng. Tô Cẩn vừa nghe cái kia họ, tay liền khẩn hạ, cúi đầu, trong mắt tất cả đều là đẫm máu, chính là đốt thành tro, nàng cũng sẽ không đem hắn đã quên. Chỉ là, này một cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy, thuần vu tử hiên kia bên hông rủ xuống tua cờ thượng thiếu một viên hạt châu. Người kia, hiện tại ở ngươi vùng xa ca thủ hạ, tự hồ chiếm được trọng dụng bình thường. Thuần Vu Tử Hiên nói. Tô Cẩn vừa nghe ngẩng đầu, cùng bác hoàng tử đi tới cùng nhau. Điểm này, thật đúng là không có biến hóa. Ha hả. Tô Cẩn chỉ là cười cười, ta nghĩ, tin tức này nếu để cho Tô Kỳ biết nàng nhất định sẽ lạc ba ngày ngủ không ngon cảm thấy. Bất quá, nếu như lại nhượng mặt Tuấn Trì biết một chút lục châu ôm hài tử của hắn, hắn có thể hay không đồng dạng cũng cao hứng ba ngày ngủ không yên. Sau lại nói cho hắn biết, đứa nhỏ bị Tô Kỳ xóa sạch, như vậy hắn có thể hay không hận Tô Kỳ tận xương. Cuối cùng lại nói cho hắn biết, Lục Châu Tử. Ha hả? Chuyện của ngươi, ta sẽ không hỏi tới, bất quá ngươi phải cẩn thận một ít. Thuần Vu Tử Hiên nhìn nàng, dặn dò. Lúc này Thải Cúc đã đi rồi tiến vào, tiểu thư, xe bị được rồi, nô tỳ này sẽ đưa vũ văn tiểu thư hồi phủ. Ân, trời chiều rồi, ngươi bước đi cẩn thận một chút, còn có chú ý một chút trên người của ngươi thương. Tô Cẩn phân phó. Biểu muội, những ngươi nhân trở về, ta đến tống nàng đi, vừa lúc ta cũng có sự muốn tìm vũ văn lân. Cáo từ. Thuần Vu Tử Hiên vội vàng gọi lại Tô Cẩn xoay người muốn đi. Đẳng đẳng. Tô Cẩn gọi lại hắn, đi tới hắn trước mặt, thân thủ đem bên hông hắn tua cờ giải xuống, này hẳn là mẹ ngươi để lại cho ngươi đi, bất quá, ngươi sau này còn là nhiều hơn bảo vệ nó đi. Vừa nói cô cẩn một bên đem trong tay hạt châu một lần nữa cho hắn xuyến trở lại, lại đưa trả lại cho thuần vu tử hiên, thuần vu tử hiên kia mặt liền thay đổi sắc, kia gọi một lục A. Bất quá, biểu ca, cảm ơn ngươi. Muốn đưa lan tỷ tỷ liền đi nhanh đi, nếu không một hồi liền toàn đen. Tô cẩn che miệng cười, quá tốt chơi. Thuần Vu Tử Hiên nhìn của nàng khuôn mặt tươi cười, trong lòng hận nghiến răng ngứa, này xú nha đầu, ngoạn chính mình. Thân thủ ở trên đầu nàng gõ một bạo dẻ, xoay người ly khai. Thải Cúc vẻ mặt không rõ lui xuống, thầm nghĩ vừa đã xảy ra chuyện gì sao, không phải là tiểu thư đem hạt châu kia xuyến tới lục hoàng tử tu cờ thượng sao, này có cái gì lạc đâu. Nàng lại nào biết ở đây mặt dấu dếm huyền cơ a? À? Cẩn xoa đầu ngồi vào ghế trên, cầm lên trước vũ văn nhã lan nhìn thấy phân nửa thư lại cười nguyên lai lục hoàng tử đã sớm tới nhưng hắn vì sao phải núp trong bóng tối đâu trời tối thời gian tiểu trà đã trở về chỉ là vừa tiếng tô cẩn gian phòng tức khắc liền ném tới trên mặt đất kinh tô cẩn thoáng cái từ trên ghế nhảy lên tiểu trà chủ mẫu đừng nói chuyện đến tô cẩn đem nàng đỡ lên nàng vẫn trong lòng rất bất an Tiểu trà ly khai có thể có ban ngày thời gian, rốt cuộc phát hiện cái gì? Chủ mẫu, là thuộc hạ không dùng được, người khác đạo. Tiểu trà tê liệt trên ghế ngồi, vẻ mặt tái nhật. Có là bị thương? Tô Cẩn quan tâm hỏi. Không có việc gì, một điểm vết thương nhẹ, thuộc hạ khi đó đuổi theo ra đi thời gian, người nào cũng không có phát hiện, chỉ là theo chân cảm giác đi tới nhị tiểu thư hậu viện cánh rừng, chỗ đó chợt lóe lên có một thân ảnh, ta liền đuổi theo, thế nhưng, đây chẳng qua là nhất kiện y phục trách rưới, sau đó đầu đau xót, liền biết nhân gia đạo. Tỉnh lại toàn thân vô lực, một chút cũng không thể động, nghĩ đến có người cho ta hạ dược, cho nên đến này hội mới trở về. Tiểu trà vô lực cười cười, nàng vừa mới nói cảm giác kỳ thực chính là nàng mũi, khi đó nàng ra gian phòng liền nghe thấy được một cổ đặc thù vị, cho nên nàng mới có thể theo quá khứ. Ân, ta, ta kêu người tống ngươi trở về đi, chỗ đó có thể cho ngươi rất tốt trị liệu. Tô Cẩn vẽ mặt ấy nấy, thật không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy đại. Tiểu thư, ngài chỉ cần tìm đến tiền đại phu liền hảo. Kia thành ngươi chờ. Tô Cẩn nói xong, xoay người lại liền đem chén trà trên bàn ném tới trên mặt đất, sau đó nàng liền đem tay ấn đi lên, tốc độ kia nhượng tiểu trà đến bất cực ngăn cản. Tiểu thư, ngươi. Tiểu trà nguyên liền mặt tái nhợt, này hội càng bạch càng thêm bạch, nhìn tô cẩn chân mày bất nhăn một chút, tâm, đột nhiên gian đau. Xuyệt. Tô cẩn cười, một điểm thương mà lấy. Sau đó tô cẩn cấp thiết kêu lên, liễu mẹ, liễu mẹ. Đại tiểu thư. Thiên, đại tiểu thư đây là thế nào? Liễu mẹ vừa tiến đến nhìn thấy tô cẩn kia tích máu tay, dọa mặt đô thanh, lại nhìn qua một bên lệch qua ghế trên xuân nhi, trong nháy mắt hiểu tô cẩn này là vì cái gì? Đau quá a, à, Ngươi mau gọi người đi thối tiền lễ đại, ta bị thương tay, nhất định phải nhanh lên một chút đến. Cô cẩn đau nước mắt đều nhanh chảy ra, lại lấy ánh mắt nhìn liễu mẹ làm cho nàng nhanh đi. Liễu mẹ mặc dù đau lòng, thế nhưng nàng cũng minh bạch, cắn răng, xoay người chạy ra đi. Đi chia sẻ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Thứ 90 chương bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô Cẩn ăn rồi cơm sáng, đi lão phu nhân kia dạo qua một vòng, nói một ít lá mặt lá trái lời, sau lại đi xem thuần vu tích, nhìn thấy nàng tinh thần cũng không tệ lắm, lại hỏi mấy ngày nay muốn ăn tình huống, thôi nói hoàn hảo, nhất là sáng sớm hôm nay ăn một chỉnh bát tổ yến, Tô Cẩn liền cười, ông thuần vu tích, nương, ngươi tốt hảo biết không, ngươi phải tin tưởng nữ nhi, nữ nhi nhất định sẽ mang ngươi ly khai ở đây, quá thượng ngươi muốn cuộc sống, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo ăn đông. Tây, còn tốt hơn hảo dưỡng thân thể. Thuần vu tích vỗ vỗ tay nàng, nương biết, chỉ là, cẩn nhi a, à, ngươi mau ra gã, biệt mang theo quá nặng huyết tinh khí, hơn nữa nương cũng không muốn ngươi bị thương tổn. Ha hả! Nương, ngươi thế nhưng theo trong cung ra tới, ngươi thực sự như vậy ngây thơ cho rằng, ngươi không đi hại người, người khác sẽ không đến hại ngươi. Tô Cẩn cười. Nàng là sẽ không bỏ qua Khương Thị, sẽ không bỏ qua Tô Kỳ, sẽ không bỏ qua Mạc Tuấn Trì, sẽ không bỏ qua Thanh Hà, sẽ không bỏ qua cầm nàng đại rương đồ cưới lão phu nhân. Huống chi, nàng còn nhìn thấy lão phu bí mật của người, nghĩ đến đây, Tô Cẩn liền giật mình một chút, khi thiên lão phu nhân nói không chỉ có thể bắt được nàng kia phân đại còn có thể bắt được lương vương phủ kia phân. Nghĩ khởi kiếp trước nàng kia trương bị lão phu nhân thay đổi đồ cưới, trong nháy mắt nhượng tô cẩn hiểu được ngày đó nghe trộn đến gì đó là cái gì, nguyên lai like nàng nói là của nàng đồ cưới. Tô cẩn tay nắm thật chặt, ha hả, của nàng khẩu vị tự hồ thành lớn, lương vương phủ lễ hỏi như thế nào hội quá mức với keo kiệt, cho nên nàng mới có thể nói còn có thể bắt được lương vương phủ kia phân đi. Cẩn nhi, nương không có ý chí chiến đấu, bởi vì không có nhượng nương đi đấu nhân. Thuần vu tích tự hồ bộc lộ cảm xúc, kéo tô cẩn ngồi xuống, cẩn nhi, ngươi đấu, là bởi vì ngươi thích cái kia đừng tiểu tướng sao. Câu Cẩn trong nháy mắt ngẩng đầu, mở to hai mắt, nương, ngươi tại sao có thể có loại cảm giác này? Đây là nhượng nương duy nhất có thể nghĩ đến ngươi đấu kia nương lượng lý do A. Thuần vu tích nhíu mày, rõ ràng cảm giác được, chính mình hỏi sai rồi vấn đề. Nương, trên đời này, không phải chỉ có yêu mới có thể cho ngươi đi phòng này phòng cái kia, đi hại này hại cái kia, thường thường có quá nhiều nhân, chỉ là trở thành người khác đấu pháp hạ vật hy sinh, mà ta chỉ là không muốn trở thành vì nàng các vật hy sinh mà lấy, ta không đi hại các nàng, các nàng cũng hội đem ta ăn xương cốt cũng sẽ không còn lại. Tô Cẩn nói vẻ mặt chính kinh. Thuần vu tích thở dài năm đó ở trong cung, này dơ bẩn sự nàng như thế nào hội không biết, sao có thể không hiểu. Cho nên nàng chưa từng có đã xin đem Tô Cẩn gả cho Thuần vu tử hiên ý niệm, này nho nhỏ hậu trong phủ, đều như vậy không sạch sẽ huống chi là một hoàng tử phủ đâu. Thế nhưng nàng lại chưa từng có đi ngăn cản thuần vu tử hiên cùng tô cẩn đi lại, dù sao, cẩn nhi sau này cuộc sống cũng có muốn nhất định chỗ dựa vững chắc không phải sao. Mặc dù tử hiên không được sủng, nhưng hắn có hoàng tử thân phận, chỉ là thuần vu tử hiên thực sự không được sủng sao. Thuần vu tích nhíu mày, nếu không đi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi còn có nương, còn có người yêu của ngươi đang đợi ngươi liền hảo mệt mỏi liền đến nương ở đây đến nghỉ ngơi một chút ân nương mới là cẩn nhi kiếp này lớn nhất chỗ dựa vững chắc cô cẩn nói đi tới lưng của nàng hậu từ phía sau ôm cổ của nàng làm nũng đem đầu đặt ở của nàng nơi cổ cũng cũng cẩn nhi a à, nương này chỗ dựa vững chắc bất ngạnh ngươi rỗi nhiều đi hoàng cung đi dạo đi xem ngươi hoàng đế cậu còn hoàng hậu chỗ đó ngươi cẩn thận chút liền hảo Thuần Vu Tích đỡ Thượng Tô cẩn tay, thở dài nói: "Ân, ta Minh Bạch Nương. Tô cẩn nghĩ thầm, ngày hôm trước tiến cung cũng không có cơ hội nói với Hoàng thượng những thứ gì, xem ra nàng thật đúng là cần lại tiến một lần cung. Cẩn Nhi a, à, ngươi biết sự càng nhiều, ngươi liền hội càng nguy hiểm, cho nên ngươi a, à, không muốn lại đi tra xét. Đột nhiên, Thuần Vu Tích nói một câu như vậy. Tô cẩn sững sờ, Nương, ngươi nói cái gì? nương là để cho ngươi biết, lão phu nhân chỗ đó, ngươi không muốn đi tra xét, cũng tra bất ra cái gì, khác lại đem mình rơi vào nguy hiểm lý, ngươi biết, ngươi là nương sinh mạng A. À? Nương, ngươi sao sẽ biết ta ở tra nàng? Tô Cẩn cảm thấy việc này, nàng làm đủ cẩn thận, đủ bí mật, thế nhưng vậy mà nhượng ru rú trong nhà nương biết, như vậy còn có người nào không biết đâu. Thuần vu tích không nói chuyện, nhìn Tô Cẩn kia trương quá trắng nõn mặt, thân thủ 333, vỗ mấy cái tác. Chỉ là, thanh âm này lại là đặc thù, không giống với bình thường tràn pháo tay, có một loại trống rỗng, nhưng lại nhẹ giòn truyền ra ngoài. Sau đó, thuần vu tích trong phòng lại im hơi lặng tiếng xuất hiện một người, một trường tượng bình thường đến ở trong đám người xem qua tức quên nhân, một quỳ một gối xuống ở thuần vu tích nam nhân trước mặt. Tô Cẩn nhìn hắn, trong lòng cũng dần dần minh bạch vì sao thuần vu tích hội biết mình ở tra lão phu nhân chuyện thì ra là thế. Nguyên lai like bên cạnh nàng lại có như vậy nhân vật, đây là cái gì, ám vệ sao? Nương, Cẩn Nhi sẽ cẩn thận, nhưng nhất định phải tra ra sau lưng nàng quỷ. Tô Cẩn Quật Cường nói, đồ của nàng, tại sao có thể không duyên cớ liền biến mất, tối thiểu, nàng cũng muốn biết đồ của nàng bị nàng lấy đi làm cái gì. Thuần vu tích phất phất tay, nam nhân kia lại lần nữa im hơi lặng tiến tự bên trong phòng tin tức. Cẩn Nhi, nàng đơn giản chính là muốn một chút bạc ngươi cho nàng đi nương ngươi lại biết tô cẩn rất nhanh hỏi ân ừ, năm đó nàng tự mình vì tô tú liêm tiến cung cầu hôn sau đem chủ mẫu vị nhường cho ta chỉ là nương không muốn làm cái gì chủ mẫu mà hôn hậu một tháng nương thời gian mang thai phản ứng quá nặng liền đem trong phủ chìa khóa chủ mẫu thân phận còn với nàng an tâm an đẻ con ngươi sau đó cấp hậu gia lấy thiếp lại sau thân thể yếu đuối chờ ta khôi phục một ít hậu, mới phát hiện được ta đồ cưới thiếu phân nữa, hơn nữa không ném cũng đều có bị phiên quá dấu vết, ta cũng biết là nàng, chỉ là nhất đáng giá lại ở ta trong phòng, mà này đó, lại là ta cho ngươi lưu lại. Thuần vu tích lâu dài nói, thế nhưng, nương, ngươi cứ như vậy nhận. Tô cẩn nhíu mày. Nhận cùng không tiếp thu lại có sao không cùng, đương lưu bạch ra được của nàng khác một thân phận thời gian, ta liền biết vài thứ kia đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về, toàn đương chúng ta nương lưỡng ở tại tô phủ giao tiền thuê cùng tiền sinh hoạt. Bất quá, nàng vì phóng trường tuyến câu cá lớn, thật đúng là trầm được khí A, ta nghĩ nàng đang đợi ngươi cuối cùng này một trương đi, muốn biết, kỳ thực này hậu phủ sớm bị nàng chuyển không. Thuần vu tích nâng chung trà lên nhẹ nhấp một miếng, có chút tự dễu cười cười, thiên hạ mẫu thân, có lẽ cũng cũng chỉ có nàng như thế một hung ác đi gây nên hùng dữ thượng không ăn thịt con, mà nàng, là hổ tổ tông. Tô Cẩn không có hỏi lại đi xuống, bởi vì nàng ở tiêu hóa thuần vu tích lời, như vậy nàng rốt cuộc còn có muốn hay không tra được đâu. Còn là chỉ bảo vệ của nàng đồ cưới liền hảo. Đi chia sẻ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.